thứ 6, ngày 11 tháng 1 năm 2019, 12:11 GMT cộng 7, Thái Lan thực sự thay đổi sau khi sa thải Yaevac. Điều chỉnh lớn nhất về mặt chiến thuật là chơi với hàng thủ gồm 3 trung vệ, trong đó Suphan Thông Song và Adison Yomerat đá cặp cùng Pan Ahem Viboon. SLV tạm quyền Siriad Dodder Attai cũng có một số thay đổi khác, đặc biệt là việc cho tiền vệ sáng tạo Sanja Waterdeck-Mitter ngồi ngoài để tăng chất phòng ngự cho tuyến giữa với sự xuất hiện của Tan Aboon Kegerter. Tiền đạo tài năng Supac 22 được cũng phải xuất phát trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho một hậu vệ. Thái Lan tìm được thủ môn đáng tin cậy. Sau khi gây thất vọng trong trận thua Ấn Độ 1-4, cha chơi Bắc Pơ Om phải trả giá bằng việc mất xuất bắt chính. SLV tạm quyền Siriad đặt niềm tin vào Siwaat Tsunoen và rõ ràng ông có lý do để hài lòng. Thủ môn 34 tuổi chơi bình tĩnh và chắc chắn giúp Thái Lan giữ sạch lưới trước Bayern. Nhiều khả năng Siwaat sẽ tiếp tục bắt chính trong trận cuối vòng bảng gặp UAE. Thay đổi trong hiệp 2 phát huy tác dụng. Không như người tiền nhiệm Yaevac, ông Siriad đã phản ứng nhanh nhạy. Sau hiệp 1 không mấy ấn tượng, ông quyết định cho Chan Atip bó vào trung lộ nhiều hơn. Không lâu sau đó, chính tiền vệ này ghi bàn quyết định. Siriad cũng đúng với việc cho Sanja Water vào sân sau khi dẫn bàn, giúp tuyến giữa chơi tỉnh táo và duy trì sức ép. Chan Atip giúp người Thái khôi phục giấc mơ. Sau khởi đầu thất vọng, Chan Atip đang hồi sinh dưới sự dẫn dắt của SLV mới. Messi Thái không chỉ trình diễn lối chơi đẳng cấp ở khu vực trung tuyến, mà còn trực tiếp ghi bàn đem lại chiến thắng đầu tiên. Nếu Atisar không dứt điểm chạm khung gỗ, Chan Atip có thể đã góp thêm công với một đường kiến tạo. Thái Lan trở lại cuộc đua giành vé đi tiếp. Trận thắng Bayern có ý nghĩa thực sự quan trọng với Thái Lan, đội đang có 3 điểm và xếp thứ 2 bảng A. Ngay cả khi thua UAE ở trận cuối, Voi 9 vẫn có thể hy vọng lọt vào danh sách 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất để giành quyền vào vòng 1/8. Cùng chuyên mục